Hello mọi người, MGN Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Thôi đọc tiêu đề thì biết rồi nha. Hôm nay tôi sẽ mang lại cho mấy ông giả thiết về tựa game, có thể nói là một trong những tựa game khó nhất hiện nay, Cuphead. Lưu ý, khoảng hơn 80% những điều sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của đứa viết nên video này. Vui thì coi, coi cho vui, không vui thì đợi khi nào vui thì coi nha. Trước khi vào video thì đừng quên ủng hộ Mi Game bằng cách nhấn like và share video này. Chưa subscribe thì subscribe lẹ làng cho tôi nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Cuphead là một tựa game thuộc thể loại hành động run and gun, được phát triển và phát hành vào năm 2017 bởi studio MDSR. Trò chơi được lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật được sử dụng trong bộ phim hoạt hình của những năm 1930, như những tác phẩm của Fleischer Studio và Walt Disney Animation Studios. Cho mấy ông một fun fact khá thú vị. Khi được các fan hỏi trên Twitter về việc bàn tay và đôi giày của Cuphead có màu sắc không nhất quán, như đôi khi có màu trắng, đôi lúc lại có màu vàng và nâu, các nhà sản xuất của trò chơi Studio MDSR đã trả lời rằng đó là cách mà họ bắt chước những phương pháp tô màu không được nhất quán được sử dụng cho những phim hoạt hình vào thời điểm đó. Điều đó cho thấy rằng Studio MDSR đã tinh tế thế nào khi cố gắng hướng Cuphead theo phong cách nghệ thuật thú vị như vậy. Cuphead là trò chơi có thể chơi solo hoặc co-op cùng một người khác, điều khiển hai nhân vật Cuphead và Mugman, có thể chiến đấu vượt qua các level cực khó. Cuphead được đánh giá cao vì phong cách nghệ thuật và độ khó nhằn của game. Đây chính là lý do mà Cuphead thành công được về mặt thương hiệu cũng như về mặt chuyên môn, đồng thời bán được hơn 5 triệu bản trong vòng 2 năm. Cuphead thực sự đã đi ngược với đại đa số các tựa game hiện nay. Không cầu kỳ, không quá nhiều sự lựa chọn, không phức tạp hóa. Tất cả những gì trò chơi yêu cầu đó chính là sự phản xạ nhanh nhẹn của game thủ mà thôi. Vào game, người chơi sẽ được tựa game giới thiệu hoàn toàn kỹ lưỡng về các phím bấm để sử dụng nhân vật. Khá giống với các tựa game thế kỷ trước, Cuphead cũng chỉ có vài nút lệnh cơ bản: chạy, nhảy, trượt, tấn công. Nhờ sự đơn giản này, người chơi có thể thực sự dễ dàng làm quen với trò chơi. Tuy nhiên không vì thế mà độ khó của nó giảm xuống. Khi chơi thử, đó mới là ác mộng. Ngoài ra, để có thể dễ dàng chiến đấu với các con nợ trong tựa game, Cuphead còn có hệ thống cửa hàng để giúp cho người chơi mua thêm nhiều vũ khí mới, đạn hạt đậu, đạn 4 tia, đạn siêu mạnh. Ngoài sử dụng các loại đạn này, người chơi có thể sử dụng một đòn đánh đặc biệt siêu mạnh được tích lũy thông qua quá trình tấn công các kẻ thù. Việc đòi nợ này thực sự không đơn giản chút nào. Đa phần các con nợ thực sự rất ngoan cố và cứng đầu. Và nhiệm vụ cuối cùng của Cuphead là phải tiêu diệt chúng để lấy được số nợ. Đây chính là lối chơi của trò chơi này. Tiêu diệt những con boss với những kỹ năng và đặc tính khác nhau. Có một điểm đặc biệt của tựa game chính là những con trùm này đều có thể thiên biến vạn hóa thành nhiều hình dạng dựa theo số máu đã mất của chúng. Người chơi chỉ có 3 mạng để tiêu diệt trùm. Nếu chết thì người chơi phải hồi sinh lại ở một số điểm cố định. Nếu may mắn thì bạn hồi sinh gần, nếu hồi sinh xa thì đó chính là cơn ác mộng, khi mỗi lần vượt qua bọn lâu la cũng là một cuộc hành trình rất dài. Cốt truyện của Cuphead thì cũng khá đơn giản. Trên một hòn đảo hư cấu gọi là Inwell East, Cuphead và anh trai của mình là Mugman đang sống vui vẻ dưới sự chăm sóc của Elder Kettle. Elder Kettle đã cấm hai anh em này không được vào sòng bạc của quỷ dữ và chơi đổ xí ngầu. Khi Cuphead và Mugman thắng tiền, tên quỷ dữ đã đề nghị một kèo với cả hai. Nếu như cả hai giành chiến thắng lần nữa, quỷ dữ sẽ nhận được tất cả tiền trong sòng bạc. Còn nếu không, quỷ dữ sẽ lấy linh hồn của họ. Cuphead vì lòng tham nên đã tung luôn xúc sắc trước sự cảnh báo của Mugman. Và cả hai đã thua. Cuphead và Mugman rén quá vì sợ mất linh hồn nên đã năn nỉ quỷ dữ thương xót. Quỷ dữ đã đưa ra một thỏa thuận, chính là Cuphead và Mugman phải đi thu thập những hợp đồng linh hồn từ những con nợ đã trốn chạy và đem chúng về cho hắn ta. Nôm na có thể hiểu là đi đòi nợ thuê. Sau đó, quỷ dữ đã đá cả hai ra khỏi sòng bạc, rồi hẹn đến nửa đêm mai, cả hai phải có đủ số linh hồn. Cuphead và Mugman chạy về nhà và được Elder Kettle cho một loại thuốc có thể bắn ra được năng lượng sức mạnh từ tay. Hai anh em đã càn quét cả Inwell East, chiến đấu với những con nợ để thu về những hợp đồng linh hồn cho quỷ dữ. Sau đó thì họ gặp lại được Elder Kettle. Ông ấy nói sức mạnh của cả hai sẽ còn phát triển hơn nữa và họ sẽ sớm tiêu diệt được King Dice và quỷ dữ. Cuphead và Mugman tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong khi đó thì King Dice đã nói chuyện với quỷ dữ về việc cảm thấy lo lắng về hai anh em Cuphead. Nhưng quỷ dữ nói rằng hắn ta sẽ chờ đợi họ.
Sau bao nhiêu thử thách khó nhằn, cuối cùng Cuphead và Mugman đã thu thập đủ linh hồn từ các con nợ. Họ đến sòng bạc và bị King Dice chặn lại. Hắn nói cả hai phải chơi một trò chơi thì mới để Cuphead và Mugman đi qua. Sau cùng, hai anh em Cuphead cũng đã đánh cược với King Dice để đi vào cung điện của quỷ dữ. Quỷ dữ khen ngợi hai người vì đã hạ gục được King Dice và hắn mời họ vào đội quân của hắn. Từ lúc này thì game sẽ chia ra làm hai ending. Nếu như người chơi lựa chọn quyết định vào quân đội của quỷ dữ, người chơi sẽ nhận được bad ending. Linh hồn của Cuphead và Mugman sẽ thuộc về tay quỷ dữ. Cả hai sẽ trở thành tay sai của con quỷ vĩnh viễn. Nếu như người chơi lựa chọn là không, thì Cuphead và Mugman sẽ phá vỡ hợp đồng và làm quỷ dữ giận dữ. Hai anh em sẽ phải đấu một trận quyết định với quỷ dữ, với hào quang của nhân vật chính. Đương nhiên là Cuphead và Mugman đã giành chiến thắng. Cả hai đã trở thành người hùng dưới sự tung hô của những con nợ và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Sương sương thì cốt truyện của con game này là như vậy. Nhưng liệu mọi thứ có thực sự đơn giản như thế hay không? Chúng ta không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa. Nhưng mà bìa xấu thì cũng chẳng ai muốn đọc sách cả. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta không thể nào đánh giá Cuphead với một cái nhìn một chiều như vậy. Thật ra trên mạng có rất nhiều giả thiết và nổi tiếng nhất chính là việc gia đình Cuphead, Mugman và Eder Kettle là những người buôn rượu bất hợp pháp. Thật ra tôi có tham khảo qua giả thiết này và cảm thấy nó khá là có lý. Anh em nào muốn thì có thể tìm hiểu qua trên mạng, nhưng ở đây MiGame không làm như vậy. Ai cũng nghĩ rằng Cuphead và Mugman đều là những người hùng đã giải thoát Inwell East khỏi tên quỷ dữ và khiến cho những con nợ thoát khỏi cảnh bị cầm tù linh hồn từ tay quỷ dữ. Nhưng tôi lại khác. Theo tôi thì Cuphead và Mugman, thậm chí là cả Eder Kittle, đều là những người chẳng tốt lành hay anh hùng gì cho cạp. Lý do tại sao á? Để tôi giải thích cho mấy ông từ góc nhìn của tôi nha. Trước tiên phải nói về cụ ấm Eder Kittle. Theo tôi thì Eder Kittle là một người luôn chõ và ngăn cản việc làm ăn của quỷ dữ, hay thậm chí là một kẻ luôn đối đầu với quỷ dữ mà tôi không rõ lý do là gì cả. Lý do tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Trước tiên, tôi phải đưa ra hai vấn đề cần phải giải đáp. Đó chính là, đầu tiên là tại sao tên quỷ dữ không tự mình thu thập được linh hồn của con nợ mà lại để chúng chạy thoát? Thứ hai, chính là tại sao những con nợ lại mạnh như vậy? Theo tôi thì tên quỷ dữ thật ra là bất lực trước con nợ vì chúng quá mạnh, mạnh tới mức khiến con quỷ không làm gì được. Nhưng nếu chúng mạnh như vậy thì sao một kẻ ma mãnh như tên quỷ lại chịu ký hợp đồng và rồi trơ mắt nhìn chúng chạy thoát được? Lý do chính là ban đầu con nợ hoàn toàn không mạnh. Nếu để ý những con nợ này có hình dáng rất là vô hại và yếu ớt, như một bông hoa, một tên hề, một củ cà rốt hay là một củ hành tây. Nhưng sức mạnh của chúng đến từ đâu? Như mấy ông biết rằng thì Cuphead và Mugman ban đầu cũng chỉ là những cái cốc yếu ớt mà thôi. Nhưng tại sao hai anh em này lại có thể trở nên mạnh mẽ được? Chính là do chai thuốc thần kỳ từ cụ ấm Eder Kittle. Như vậy có thể có khả năng những con nợ sau khi thua cược với tên quỷ dữ đã chạy tới Eder Kittle để cầu xin sự trợ giúp. Và ông ta đã cho những con nợ này thuốc để có thể trở nên mạnh hơn. Tên quỷ cay lắm vì bị đá chén cơm nhưng không thể làm gì được. Vì hắn vốn không thể làm gì được Eder Kittle vì hắn không có hợp đồng linh hồn của Eder Kittle. Đó cũng là lý do khiến Eder Kittle không cho hai anh em Cuphead làng vàng và sòng bạc của quỷ dữ vì sợ hắn ta sẽ trả thù. Và hắn ta cũng đã có cơ hội làm như vậy. Đáng ra hắn ta đã có cơ hội trả thù bằng cách cướp đi linh hồn của hai đứa cháu yêu dấu của Eder Kittle. Tuy nhiên, đứng trước sự van xin của hai đứa trẻ, hắn đã thay đổi quyết định. Hắn sẽ cho bọn chúng một cơ hội. Chỉ cần chúng lấy đi lại những gì mà ông của bọn chúng cướp từ hắn, đó chính là linh hồn từ những con nợ, hắn sẽ tha cho hai đứa trẻ. Hắn biết rằng Eder Kittle không thể nào trơ mắt nhìn những đứa cháu của mình bị cướp đi được linh hồn như vậy, nên đã đưa cho hai đứa trẻ một loại thuốc để tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, Eder Kittle đã đưa một loại thuốc đặc biệt cho hai đứa trẻ, một loại thuốc khiến cho chúng càng ngày càng trở nên mạnh hơn bằng cách thu thập những linh hồn của người khác. Bằng chứng chính là câu nói, sức mạnh của chúng con sẽ còn mạnh hơn nữa. Lý do để ông ta làm như vậy là gì? Vì căn bản ông ta không thể điều chế được một thứ thuốc có thể đột biến sức mạnh với mức tiêu diệt được tên quỷ, chỉ có thể khiến người ta mạnh hơn và chống trả được tên quỷ như những con nợ. Cũng chính ông ta đã tiêm vào đầu óc của Cuphead và Mugman ý tưởng tiêu diệt tên quỷ dữ, và rồi ông ta đã đạt được mục đích của mình. Cuphead và Mugman ngày càng mạnh hơn bằng cách thu thập những linh hồn từ những con nợ và tiêu diệt được quỷ dữ. Còn xét về hai anh em Cuphead và Mugman cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam. Cuphead đã bị mờ mắt vì lợi ích và đồng tiền mà sẵn sàng đem linh hồn ra đánh đổi, một dạng con bạc nghiện tới mức có thể đem mọi thứ ra cược. Cả hai đã van xin chủ nợ của mình là tên quỷ dữ hãy tha mạng cho chúng. Chúng nói rằng chúng có thể làm tất cả mọi thứ để trả nợ. Tôi nhấn mạnh là tất cả mọi thứ. Và rồi quỷ dữ đã thương tình mà cho chúng một cơ hội, chính là trở thành những kẻ đòi nợ thuê.
Người không vì mình, trời tru đất diệt, cả hai đã hoàn toàn trở thành những tay sai của quỷ dữ khi sẵn sàng đi đòi nợ linh hồn từ những người trong thị trấn. Những người có khả năng là hàng xóm thân quen của cả hai anh em. Người ta hay bảo, người không vì mình, trời tru đất diệt, thì việc làm của cả hai anh em chẳng có gì là sai cả. Nhưng từ khi bị tiêm nhiễm ý tưởng tiêu diệt quỷ dữ từ Eder Kittle, cả hai đã lập nên một kế hoạch tiêu diệt quỷ dữ. Đó cũng chính là hành động mà dân gian chúng ta hay gọi là quỵt nợ. Mặc dù King Dice đã bắt đầu ngửi thấy mùi khả thi từ cả hai và nhắc nhở quỷ dữ, nhưng quỷ dữ vẫn quyết định đặt niềm tin vào những đứa trẻ này. Hắn cũng có một phần tự tin rằng cùng lắm thì hai đứa nó quỵt nợ mình như những con nợ trước thôi, chứ chúng không có cách nào tiêu diệt được hắn đâu. Bằng chứng chính là câu, nếu như chúng đang cố gắng làm điều gì đó, thì ta sẽ chống mắt đợi chúng xem sao. Và đám nhóc này quả thật làm cho quỷ dữ sáng mắt bằng cách không chỉ quỵt nợ một mình mà còn tiêu diệt hắn và quỵt nguyên hội con nợ bằng cách đốt cháy hết tất cả hợp đồng linh hồn của tên quỷ dữ, triệt để đá chén cơm của hắn. Có thể tên quỷ dữ cũng chẳng phải là người tốt lành gì cho cam, khi hắn luôn có mưu mẹo dụ dỗ con bạc bằng những giao kèo linh hồn. Ai mà chẳng muốn làm ăn đúng không ạ? Nhưng căn bản hắn vẫn luôn tha cho những con nợ của mình đường sống như cách mà hắn tha cho anh em cắp hết. Chỉ còn lão Eder Kittle là luôn muốn tiêu diệt đường sống của quỷ dữ bằng cách đá chén cơm của hắn, và thậm chí còn khiến hai đứa cháu của mình làm cho quỷ dữ triệt để phá sản. Hoặc tôi còn có một giả thiết nho nhỏ thứ hai dành cho anh em nữa, là nếu như anh em để ý thì Cuphead và Mookman không có ba mẹ. Theo như giả thiết này của tôi thì Cuphead và Mookman là những đứa con của quỷ dữ. Chúng được sinh ra và lớn lên dưới sự giám sát của Eder Kittle, một người cũng làm việc dưới trướng của tên quỷ. Và khi đến một thời điểm nhất định, cả hai sẽ phải thay quỷ dữ và King Dice trở thành kẻ nối nghiệp. Có thể Cuphead sẽ trở thành quỷ dữ tiếp theo và Mookman trở thành King Dice tiếp theo. Nhìn tính cách thì cũng có thể thấy được sự liên kết giữa hai thế hệ. Cuphead là một người máu chiến, hiếu thắng, khá giống với quỷ dữ. Ngược lại, Mookman là một người thận trọng và suy tính cẩn thận giống như King Dice. Nhưng để ngồi vào vị trí không ai ngồi được, họ cũng phải có năng lực mà không ai có được. Đó là lý do mà Cuphead và Mookman phải trải qua những bài kiểm tra, chính là đi đánh bại những con nợ cực kỳ khó nhằn. Tại sao cũng có vô vàn những con nợ như hai anh em Cuphead, nhưng quỷ dữ lại chọn hai người? Tại sao không phải là Captain Brinibeer hay là Dr. K-Robot, những người trông mạnh hơn hai đứa trẻ rất nhiều, để làm nhiệm vụ thu nợ họ? Và tại sao những con boss ở đây lại có sức mạnh có vẻ như là mạnh hơn hai người rất nhiều? Bởi vì đây chính là một bài kiểm tra chứ sao? Loại thuốc mà Cuphead và Mookman có được từ Eder Kittle chính là thứ lấy từ quỷ dữ, thứ có thể đánh thức được sức mạnh bản năng trong chúng. Đó là lý do mà chúng ta có ending về việc Cuphead và Mookman sau khi đi theo quỷ dữ cũng biến thành quỷ dữ. Nhưng mà sau cùng, tại sao Cuphead và Mookman lại tiêu diệt quỷ dữ và King Dice rồi đốt hết hợp đồng của hắn ta? Theo tôi, Eder Kittle quyết định phản bội lại bộ đôi quỷ dữ vì không muốn theo con đường tội lỗi nữa, nên đã giấu Cuphead và Mookman về việc quỷ dữ chính là cha của hai người và xúi dục họ tiêu diệt hắn. Và cụ ấm đã hoàn thành được mục đích chính của mình. Hết giả thiết 2. Ngoài ra còn có một thông tin khá thú vị dành cho anh em, là việc game lấy bối cảnh từ những năm 1930. Đây cũng chính là thời điểm mà cả thế giới đang ở trong thời kỳ The Great Depression, hay tạm dịch là cuộc đại khủng hoảng. Đây là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra hầu hết ở những năm 1930, bắt đầu tại Hoa Kỳ. Thời gian diễn ra cuộc đại khủng hoảng khác nhau trên khắp thế giới, ở hầu hết các quốc gia. Nó bắt đầu vào năm 1929 và kéo dài đến cuối những năm 1930. Đây là đợt suy thoái dài nhất, sâu nhất và lan rộng nhất trong thế kỷ 20. Đại khủng hoảng thường được sử dụng với một ví dụ về mức độ suy giảm của nền kinh tế thế giới. Đại khủng hoảng đã có những tác động tàn khốc ở cả nước giàu và nghèo. Thu nhập cá nhân, doanh thu thuế, lợi nhuận và giá cả đều giảm. Trong khi thương mại quốc tế giảm hơn 50%, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 23% và một số quốc gia đã tăng cao tới 33%. Những ảnh hưởng của cuộc đại khủng hoảng tăng cao hơn nữa vào đầu năm 1940, và trong suốt thập kỷ đó, hơn 15 triệu người Mỹ mất việc. Tỷ lệ thất nghiệp tăng với tốc độ kinh hoàng. Từ năm 1929 đến năm 1930, số người thất nghiệp tăng từ dưới 3 triệu lên 4 triệu. Năm 1931, số người thất nghiệp tăng gấp đôi, lên 8 triệu. Và đến năm 1932 thì con số này đã lên tới 12,5 triệu người. Vào năm đó, cứ 4 người lao động Mỹ thì có 1 người thất nghiệp. Hàng nghìn người Mỹ mất nhà cửa và hàng trăm nghìn người đi khắp đất nước để tìm việc làm. Lúc đỉnh điểm, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên tới 25% vào năm 1933. Trong thời kỳ đó thì tỷ lệ tự tử ở nước này cũng gia tăng rất nhiều. Người dân lúc này đã mất niềm tin vào những chính sách của chính phủ, cho nên đã phải tìm những hy vọng khác, và trong đó chính là bài bạc.
chúng ta thấy những trung tâm cờ bạc ở Mỹ luôn tấp nập tại thời điểm đó. Điều đó cũng có nghĩa rằng với việc cảnh tượng những con bạc xa chân và con đường cá cược không thể dừng lại luôn diễn ra ngày đêm trong những sòng casino đó. Đây cũng là một sự tinh tế của nhà làm game khi đưa Cuphead vào thời kỳ đại khủng hoảng và cho chúng ta thấy hình ảnh của những con bạc thua trắng tay trên bàn cược ra sao. Respect. Ok, vừa rồi là giả thiết của Mi Game và tựa game Cuphead. Anh em có thấy hợp lý không ạ? Đừng quên comment lại cảm nghĩ của anh em sau khi xem xong video này dưới phần bình luận nha. Bây giờ thì vào chuyên mục bạn hỏi, Mi Game trả lời thôi. Xem hôm nay chúng ta có gì hay ho không nào? Uầy, chắc anh phải vất vả lắm để giúp fan nên em có câu hỏi rằng dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp nên trong team Mi Game mọi người đều khỏe cả chứ ạ? Có ai bị bệnh gì không anh? Team Mi Game thì lúc nào cũng khỏe nha. Còn phần 5 Nobihaza không S? Chắc là có nha. Còn khi nào có thì tôi cũng chưa biết nữa. Anh Mi Game ơi, em theo dõi anh lâu rồi, mong anh cho em lên TV đi anh Mi Game. Đó, lên đi em. Trong team Mi Game ai làm việc nhiều nhất hả anh? Mong anh trả lời. Thật ra thì team Mi Game ai cũng làm việc nhiều cả. Anh em thấy tổng khối lượng công việc và tần suất Mi Game ra video là biết ai cũng phải làm nhiều rồi đúng không ạ? Nên là anh em thương Mi Game thì nhớ ủng hộ bằng cách like, share video và subscribe cho kênh nha. Rảnh rảnh thì vào mgn.vn đọc báo. Thấy bài đăng nào của Mi Game trên Facebook thì nhớ like và comment nhé. Anh Mi Game cho em hỏi, ví dụ như anh và chị Mi Game cãi lộn với nhau, ai là người nhận lỗi trước với anh Mi Game? Mong anh duyệt ạ. Nhà nào mà chẳng có nóc, đương nhiên là tôi phải đi xin lỗi rồi. Ra đường anh là cá mập thì về nhà anh cũng chỉ là cá con thôi anh em. Hôm nay tới đây thôi nha. Đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì tôi lên cả thứ 5 nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.